Xin chào bà con, mình là đơn vị Vườn Xanh Tốt, đơn vị đầu tiên triển khai cái phương pháp áp khí tại Việt Nam. Thì trước đó thì đơn vị mình có qua bên Thái Lan để mà tìm hiểu chuyển giao kỹ thuật, và sau đó về Việt Nam có cải tiến một số vấn đề kỹ thuật để phù hợp với những giống cây và điều kiện vườn cao su ở Việt Nam. Và năm 2018 mình làm cũng tương đối là nhiều vườn và tất cả đều đạt hiệu quả tốt. Vì vậy qua năm 2019 thì nó đã tạo ra cái cơn sốt về cái phương pháp áp khí, và mọi người có rất là nhiều đơn vị nhảy ra sản xuất vật tư và cung cấp vật tư triển khai cái phương pháp này, mặc dù là không có kinh nghiệm và không có cái ứng dụng thực tiễn trong năm trước, nên nó dẫn tới rất là nhiều bà con là làm sai phương pháp, cả về cái vấn đề quản lý công cán, cả về cái vấn đề kỹ thuật, nó gây ra cái không hiệu quả về kinh tế và ảnh hưởng một số vườn của bà con nông dân. Cái phương pháp áp khí là phải làm phải đúng kỹ thuật, thứ hai là phải chuyển đổi về cái vấn đề công làm sao cho hợp lý, thì nó mới khi mà ứng dụng vào thực tiễn thì nó mới tốt được. Còn nếu mà mình không nắm rõ về vấn đề kỹ thuật mình làm thì cái cây mình nó sẽ dễ bị xuống sức, và đồng thời nó về cái việc mà cái quy hoạch cái vùng da cây không hợp lý, nó sẽ ảnh hưởng tới là cái việc cái da cây của mình bị ảnh hưởng. Và còn vấn đề về quản lý công cán á, thì nếu mà mình chuyển đổi về cái mức lương và cái công việc không tốt, mình có thể là mình chuyển từ cái công cạo qua cái công khoan, nó sẽ dẫn tới cái sự bất mãn của cái người có chuyên môn cạo mũ, chuyển qua khoan nó cũng dẫn tới là cái vấn đề cục trặc trong vấn đề công. Để ứng dụng phương pháp này một cách thành công thì người chủ vườn phải tìm hiểu rõ về vấn đề kỹ thuật, đồng thời phải có sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ kỹ thuật thì mới áp dụng thành công cái phương pháp này. Và đồng thời là cái vấn đề quản lý công, nó phải, nếu mà sử dụng công cạo thì nó phải chuyển đổi công cạo một cách hợp lý, để cái người cạo họ bỏ đi cái tâm trạng là từ một cái chuyên môn này họ chuyển qua một cái chuyên môn khác. Ví dụ như là họ đang có chuyên môn về cạo, họ rất giỏi về cạo, nhưng mà khi mình chuyển qua cái này họ bắt buộc là họ phải học lại từ đầu, bắt buộc là họ phải có thể là họ sẽ nghe phàn nàn là như thế này chưa đúng, như thế này sai, thì cái tạo ra cái tâm lý bất mãn cho người ta. Và đồng thời là cái hạn như là về những cái mức lương không hợp lý thì người ta sẽ nghĩ là tại sao mình có chuyên môn cạo, mình làm rất là tốt, mình làm rất là giỏi, mà tại sao bây giờ mình phải chuyển qua cái này, thì mình chuyển qua cái vườn khác mình cạo thì cho nó khỏe. Thì chính cái tâm lý đó nó sẽ gây ra cái vấn đề là cái người chủ vườn sẽ gặp trục trặc về cái công cạo. Còn một số bà con nông dân tự làm trên vườn của mình á, thì cái sự linh hoạt và cái sự mà có trách nhiệm rất là tốt, nên ứng dụng rất thành công. Còn những vườn mà có cái người phụ thuộc vào cái công thì bắt buộc là phải có một cái cách thức để chuyển đổi cái công đó, chuyển vào công cạo, hoặc có cách thức để mà mình phân chia cái việc hợp lý, để mình thuê một cái công ngoài để mình làm thực sự nó hiệu quả. Vấn đề năm 2019 bán hàng tràn lan, nó dẫn tới là về vấn đề chất lượng sản phẩm và vấn đề về chất lượng khí của những đơn vị khác nó không đảm bảo, nó dẫn tới cái tỷ lệ người ta làm thất bại rất là cao. Ví dụ như là mình đi tìm hiểu thị trường thì có những cái thương hiệu khác là họ làm gần như là hơn 90% là chủ vườn là tháo bỏ bắt đầu từ tháng 2, là do không có nắm được cái quy trình kỹ thuật, và dẫn tới là làm cho cái sản lượng vườn là nó cây nó quá sức và nó suy kiệt, nó sẽ bị giảm mũ giảm độ và nó sẽ không hiệu quả nữa. Trong năm 2019 thì thể là những đại lý bên mình, nhưng mà sau đó họ chuyển qua bán một cái hàng nhái khác thương hiệu bên mình, và họ bán hàng mà không có hướng dẫn, và đồng thời là họ chủ yếu là họ bán hàng thôi. Thì những cái đại lý đó thì dẫn tới cái việc là người dân họ làm không hiệu quả, thì những cái đại lý đó thì mình đã chấm dứt hợp tác, mình không có hợp tác với những cái đại lý đó nữa. Thì trong năm nay thì bà con nào mua sản phẩm có thể là xác minh bằng cách là gọi điện thoại lên tổng đài để mình xác minh là cái đại lý nào thuộc bên mình, để mà bà con yên tâm mà sử dụng, cả về những cái chất lượng sản phẩm sao cho phù hợp. Một số cái vườn cây mà sử dụng không đúng phương pháp nó sẽ ảnh hưởng tới cái lớp da, hoặc là làm nó sai một số về vấn đề kỹ thuật, không hiểu rõ vấn đề kỹ thuật thì nó sẽ gây ra một cái số mà sai lầm không đáng có.
Thì qua video clip này mình sẽ hướng dẫn lại đầy đủ cái cách thức từ che mưa cho đến cách thức khoan lấy mũ và bơm khí làm sao cho đúng phương pháp và hiệu quả. Và những bà con nào mà làm từ bên khác không phải là bên bên công ty mình cung cấp thì có thể là chuyển đổi cái phương pháp lại theo bên mình để mà đạt lại cái hiệu quả như bình thường. Còn ngoài ra thì cuối video clip mình còn có một cái mục là những vấn đề mà thường gặp mà gây làm sai phương pháp và gây hậu quả cho cái vườn cây của mình, để bà con biết mà tránh đi những cái cách thức không đúng. Cái phương pháp áp khí đòi hỏi có sự hướng dẫn kỹ thuật và nắm rõ kỹ thuật từ người bán lẫn người mua. Bên mình lúc khi mà bà con mua nó sẽ có một cái tờ hướng dẫn kỹ thuật tương đối là chi tiết về cái phương pháp và cái cách thức cái vùng da cây khai thác như nào, cách thức khoan như thế nào, cách thức bơm khí như thế nào và cách thức lấy mũi ra sao cho hợp lý. Nó sẽ có còn có phương pháp là cạo mụn nhỏ đó. Thì khi bà con mua từ bên mình thì có thể là yêu cầu cái người bán á gửi cho mình một cái tờ hướng dẫn kỹ thuật để mình nắm rõ hơn về cái cách thức làm, để khi mà mình quên ở một cái mức nào cái mục nào đó thì mình có thể là mình lật ra mình coi để mình biết à mình làm có đúng cách hay không. Về vấn đề sản phẩm thì bên mình cung cấp nhiều là sản phẩm khác nhau, nó phù hợp với từ cái giống cây, tùy vào cái tuổi cây và điều kiện của vườn của mình, và tùy theo cái phương pháp cái mũ có thể là khoan và cạo bị nhỏ. Thì đây là hai loại sản phẩm bên mình. Và vấn đề về cái nắp chóp thì như năm vừa rồi rất là nhiều đơn vị họ ra họ nói là cái vấn đề là nắp chóp cần cái nút xả mũ. Thì thực chất thì nút xả mũ chỉ cần đối với những cây làm cho da tái sinh hoặc là cây lai hoa da mỏng năm thứ sáu thì mới cần cái có thể là cần cái nút xả mũ. Còn đối với những đối tượng cây khác á, thì không cần cái nút xả mũ, tại vì nó chỉ làm phát sinh thêm cái gọi là cái thao tác của mình, mất phát sinh thêm thời gian công cán, và đồng thời là nó phát và đồng thời là khi mà mình sử dụng một cái thời gian dài á thì cái lỗ xả mũ có khả năng nó rò rỉ khí và nó sẽ làm mất đi cái tác dụng hiệu quả của cái phương pháp của cái khí và phương pháp lấy mũ bằng khí. Thì còn vấn đề thứ hai á là vấn đề là nhiều đơn vị họ ra họ nói là cái inox bên họ là phải sử dụng inox 304. Inox 304 thì nó có đặc tính là rất là trơn bóng và nó không bị ten, và đồng thời là nó khi mà bạn để 500 á thì nó không có bị hít. Nhưng mà thật sự là cái inox 304 nó có rất là nhiều khuyết điểm. Cái điểm thứ nhất của nó là cái bề mặt nó trơn bóng, nên khi mà các bạn đóng vô trong cây á thì nó không có bám được trong bề mặt da cây, nó dẫn tới là cái thời gian mà cái nắp chóp mà phải dời nắp chóp nó sẽ ngắn hơn, và sau đó là cái lượng mũ nó sẽ không có đạt. Nên vì vậy á là cái bên mình á là không có sử dụng nắp cái inox 304 mà chỉ sử dụng inox 201. Inox 201 nó đảm bảo cho mình là không bị sét, nhưng mà nó tạo cho một cho mình một cái là cái nắp chóp nó sẽ ở trên cây ở thời gian lâu nhất, nó có độ bám trên cây đó. Vì vậy những cái thông tin, những cái đơn vị mà họ không nắm rõ cái kỹ thuật, họ chỉ đơn giản là họ ra họ làm cái sản phẩm để họ bán trên thị trường, nhưng mà họ không có thời gian để họ nghiên cứu và thực tiễn, nó dẫn tới là những cái vấn đề họ nói là họ cải tiến, họ sáng tạo, nhưng thực chất là những cái đó nó mang lại cái tác dụng ngược, nó làm cho cái thiết bị sử dụng là không hiệu quả đó. Nên bà con lưu ý là phải tìm hiểu nhiều hơn để mà tìm được cái nguồn thông tin nó bị chính xác, nó đúng mà để mình đầu tư nó hiệu quả. Sau đây là cái việc đóng nắp chóp. Thì cái đóng nắp chóp là một cái công đoạn rất là quan trọng của phương pháp áp khí, tại nó quyết định cái việc là cái sản lượng bạn có đạt hay không. Tại vì nếu bạn đóng nắp chóp hở thì nó sẽ dẫn tới là cái khí nó rò rỉ ra bên ngoài, còn nếu bạn đóng mà quá sát quá sâu thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là những cây da mỏng nó sẽ bị xì mũ vô trong cái túi khí, và nó sẽ gây ra là thiệt hại về cái và mất cái thời gian công cán của mình trong cái việc mà vệ sinh cái túi khí. Nhưng mà cái vấn đề đó thì hoàn toàn bạn có thể là khắc phục được bằng cái kỹ năng, bằng cái phương pháp đóng nắp chóp đúng, thì bạn sẽ rất là bạn sẽ không có bị cái tình trạng mũ xì ra trong túi khí. Thì thứ nhất là bạn cần những cái dụng cụ đúng. Cái khoan inox thì bên mình là nó như thế này, inox 201
Cái inox 251 thì nó vẫn bị sắt hút, nhưng mà nó đảm bảo vấn đề là độ bám vô cây, thì nó là rất là bén và đều cạnh. Khi bạn bỏ vô đồ đóng nắp chóp á, thì nó sẽ, cái đồ đóng nắp chóp nó sẽ nguyên mẫu, nó sẽ chỉ hở ra tầm khoảng 1,5 ly thôi. Thì tại sao nó hở ra một tầm 1,5 ly, thì là tùy vào cái điều kiện cái cây của bạn. Nếu mà cây của mình á, của bà con á, mà da dày thì mình nên để là từ, mình nên mài cái nắp đồ đóng này vô xuống sàn xi măng, để sau đó mình ướm thử, thì khi mà cái phần kim loại nè nó sẽ hở ra tầm khoảng 2 ly trở lên, 2 đến 3 ly hoặc là 2,5 ly đến 3,5 ly là ok. Còn nếu mà cái cây của mình da mỏng á, như là lan 256 mình chỉ cho nó hở ra tầm khoảng 1,5 ly thôi. Còn lan 258 mình có thể là ở mức từ 2 ly. Và vấn đề thứ hai quan trọng đó là vấn đề là cây đóng nắp chóp. Cái cây đóng nắp chóp á, mình nên chọn cái búa cao su. Và vì sao chọn cái búa cao su? Khi cái búa cao su mình về mình mài nhẵn cái mặt này nè, thì khi mà mình đóng nắp chóp thì cái độ tiếp xúc giữa cái búa cao su và cái cây đóng nắp chóp gần như là sát. Vì vậy là nó đóng tạo ra cái lực đúng đều hết cho cái bề mặt của cái kim loại, và nó vô rất là dễ dàng. Còn trường hợp mà bạn dùng những cái búa khác á, khi mà đóng mà phải đóng nhiều lần thì nó sẽ ra tình trạng là nó sẽ gặp qua gặp lại. Thì những cái chỗ gặp qua gặp lại đó thì mũ nó sẽ xì ra trong những kẻ đó, và nó sẽ có khả năng là mũ xì vô trong nắp chóp, hoặc là nó sẽ gây rò rỉ khí về sau. Nên bạn phải là, bà con phải là chọn cái công cụ đúng thì mình mới làm nó mới chính xác và hiệu quả được. Ví dụ như là đối với cái cây bề mặt gồ ghề á, thì mình chọn ở những nào nó phẳng á, thì mình đóng, nên đóng ở vị trí đó. Có thể là nó hơi lệch so với cái vị trí mình khoan cũng không sao, nói chung mà đừng lệch nhiều quá thôi, nhưng mà mình phải chọn cái vị trí nào nó phẳng đóng, thì nó để cho làm sao cho cái khoan inox nó vô đều trong thân cây. Thì ví dụ ở đây mình thử nha, chứ không phải mình đóng nè. Thì chẳng hạn như bạn để sao cho cái bề mặt cái của cái inox nó đều vô trong thân cây, và mình sẽ đóng, mình sẽ chọn cái bề mặt phẳng của cái búa cao su, mình đóng cùng một vị trí tầm khoảng 2 phát là nó sẽ vô đều quanh thân cây. Có thể là nếu mình làm quen mình có thể đóng 1 phát thôi là nó vô đều hết toàn bộ, và nó cũng không vô sâu được tại vì cái này nó có cử hết rồi. Nên cái vấn đề, nên bạn chỉ cần hiểu hai cái vấn đề là cái inox nó lầu khoảng bao nhiêu phân, và cái búa nó phải, mặt nó phải bằng phẳng, là bạn có thể là làm một cách ổn định khắp vườn cây của mình, mà hạn chế tối đa cái tình trạng xì mũ. Và có những vườn giống như vườn này là La Hoa nè, năm thứ 8 nè, thì chủ vườn làm từ năm thứ 7 thì cũng không đóng 500 cây cũng không có xì cái nào. Đó là do nắm rõ được cái vấn đề kỹ thuật. Nên về vấn đề mà nắp chóp có lỗ xả hay không có lỗ xả thì bà con nên tìm hiểu nên đừng chú trọng báo về việc đó, mà chú trọng là làm sao đóng nắp chóp không xì là hiệu quả nhất, là đỡ tốn công mình nhất, và đồng thời là đỡ rườm rà và phức tạp cái phương pháp này hơn. Khi mà áp khí lên, khi đóng nắp chóp và bơm khí á, thì mình phải thả điều kiện á, là sau 1 tháng hoặc 1,5 tháng mình cứ dời cái nắp chóp nó phải cách xa nhau, tránh trường hợp mình dời lên. Tại vì khi mà dời lên thì cái vùng áp khí đó là tác dụng quá lâu, nó sẽ ảnh hưởng tới vùng da cây chỗ đó, là cái lượng mủ nó sẽ chảy ra nhiều ở cái quanh vùng da cây đó, và nó không nuôi được cái lớp da cát, nó sẽ xảy ra cái tình trạng là những cái vết khoan cũ nó sẽ khó lành hơn. Và đồng thời là khi mình lấy mủ quá nhiều, khi mà độ nó giảm thì nó sẽ, cái vùng da cát nó sẽ dễ bị chết hơn, hoặc là nếu mà có mưa vô trong những cái vùng đó thì nó sẽ dễ bị thối. Nên vì vậy mình khi mà mình đóng nắp chóp và mình dời, mình phải dời xa theo cái hướng dẫn kỹ thuật ở trong tài liệu của mình. Thì sau đây mình hướng dẫn là cái cách thức đóng nắp chóp và bơm khí và khoan cho cái phương pháp che mưa dùng nón như thế này. Thì đầu tiên như bà con thấy là mình sẽ có một cái máng khử mủ ở đây. Thì đầu tiên mình sẽ đóng nắp chóp ở cái vùng, ở vùng ngoài đây. Nó cách cái này tầm khoảng 5 phân đến 7 phân. Đó, nó nói chung là đóng rất là nhẹ nhàng. Sau khi đóng nắp chóp lần đầu tiên
thì mình sẽ bơm khí. Tốt nhất là mình đối với những cây da mỏng thì mình sẽ cắt một ngày, hôm nay bơm đóng lớp chóp thì ngày mai mình bơm khí, để cho cái vấn đề là cái vùng da cây đó nó có thời gian cái mủ nó đông lại, thì mình bơm khí thì nó giúp cho cái nó kín hơn. Còn nếu mà mình bơm liền á, đối với những cây da mỏng á, thì nó sẽ làm mủ nó có tác dụng vô khí và nó chậm đông, và nó sẽ gây ra tình trạng là dễ xì mủ hoặc là tình trạng là nó không có kín được cái vùng xung quanh. Thì sau khi mình bơm khí thì lưu ý đối với những cái cây mà giống BB260 á, thì mình bơm một lần đầu mình bơm 100, nhưng lần sau mình sẽ giảm xuống tầm khoảng 80, và lần sau nữa mình sẽ giảm từ từ xuống 10 ml khí. Còn những cây mà giống rêu, giống lan hoa thì lần đầu mình sẽ bơm tầm khoảng 60 thôi. Thì đối với những cây 10 năm, còn những cây mà già quá thì mình có thể là lần đầu mình sẽ bơm 80, nhưng mà lần thứ hai mình sẽ giảm xuống ở mức 60, và đến lần thứ ba mình tiếp tục mức 60. Sau đó mình dựa vào cái sản lượng của nó và cái độ mủ của nó, mình có thể tăng và tăng khí hoặc giảm khí tùy theo điều kiện của vườn cây nhà mình. Sau khi mình đóng nắp chóp thì và mình gắn túi khí và đến giai đoạn bơm khí. Khi mình bơm khí thì đòi hỏi mình phải có một cái bộ bơm định lượng để mà mình điều tiết được cái lượng khí ở trong cái bình của lượng khí mà mình bơm vào trong cái túi khí. Thì cái sản phẩm của bên mình đó, nó sẽ có cái hiệu là bơm định lượng và đồng thời có logo bên mình. Còn trên bình ga nó sẽ có một cái tem đó nó ghi là khối lượng bình có khí và cái lượng khí trong bình, thì để đảm bảo mà khi bà con xài hết hay cân lại cái bình thì thấy so sánh cái sự chênh lệch giữa cái khối lượng bình và khối lượng bình đầy khí nó sẽ đúng bằng cái khối lượng khí trong cái bình đó, thì đảm bảo bà con giám sát được cái lượng khí của mình, tránh cái trường hợp là không đủ khí hoặc là thiếu khí. Và một công cụ nữa là cái xi lanh để mình chỉnh cái định lượng vô trong cái mình định lượng cái lượng khí mà bơm ra. Thì cái vấn đề này thì đòi hỏi là phải cái bộ phận kỹ thuật là phải hướng dẫn kỹ bà con cách thức định lượng để mà bà con làm sao cho nó đúng. Còn cũng tùy loại sản phẩm, có một cái sản phẩm cái túi nhúng như thế này thì nó sẽ có một số cái cải tiến, và đồng thời là mình sẽ không có cần cái bước định lượng, nên tùy là vào cái sản phẩm mà mình có định lượng hay không. Sau khi mình định lượng rồi thì mình tiến hành cái việc bơm khí. Sau khi mình bơm mình gặp cái này lại và mình gắn nút lại, vậy là xong. Sau khi bơm khí, đối với những cây mà bơm khí lần đầu tiên thì ngày mai mình nghỉ, ngày mốt tầm khoảng đầu giờ chiều mình sẽ khoan. Đối với những cái mũi khoan lần bơm khí đầu tiên, đối với tháng đầu tiên mình áp khí thì mình khoan hơi trễ một chút, có thể là từ 3 giờ trở xuống. Còn những cái tháng sau khi mà mũ nó đã loãng rồi đó thì mình có thể là nâng cái thời gian lên, hay làm từ 2 giờ và nâng lên tầm khoảng 1 giờ, tùy theo một cái điều kiện thời tiết của mỗi vùng miền nữa. Thì vấn đề về mũi khoan, đối với những cây rêu 4 hoặc là lai hoa thì lúc đầu mình có thể sử dụng mũi khoan là 4 ly, sau đó mình giảm xuống còn 3 ly rưỡi. Nếu mình thấy vẫn đặt mũ thì mình cứ giảm xuống tầm khoảng 3 ly, thì cái mũi khoan nhỏ nó sẽ đảm bảo là cho mình là cái da cây nó lành nhanh nhất, và nó tránh trường hợp là làm xấu cái vùng da. Còn đối với cây BB260 thì lúc đầu tùy vào cái độ tuổi cây, cái hàng cây 15 năm thì mình có thể bắt đầu từ mũi khoan 6 ly và sau đó mình giảm từ từ xuống còn 5 ly. Đối với những cây nhỏ thì có thể là mình từ 5 ly sau đó mình giảm từ từ còn khoảng 4 ly, thì nó sẽ đảm bảo cho cái mũi càng nhỏ thì nó đảm bảo cho cái cây mình sẽ lành nhanh nhất và cái vùng da mình sẽ càng tiết kiệm được nhiều hơn. Thì đối với đây là cây lai hoa, cái khoan mũi lúc đầu có thể là mũi 3 ly rưỡi luôn, thì mình sẽ khoan là cái mũi ở dưới trước. Sau đó mình xéo lên trên, mình khoan mũi thứ hai, xéo lên 45 độ, mình mang cách mũi hai cách tầm khoảng 1 phân rưỡi. Rồi sau đó mình tiếp tục mình khoan mũi ở dưới. Đây mình khoan mẫu thôi nha các bạn. Rồi ở trên tiếp tục mình khoan mũi ở trên và cứ dắt dít như vậy á, cho đến mũi khoan thứ 10 là mình về nắp chóp. Mình sẽ dời nắp chóp qua bên vị trí ngang qua đây, sao cho cái này nó cân bằng ở giữa cái vùng mũi khoan. Mình sẽ ra tiếp cái hạn vị trí nắp chóp thứ hai, mình sẽ dời qua đây, mình sẽ đóng cái nắp chóp để các bạn hình dung.
tiếp tục mình cũng tiếp tục xéo xuống rồi xéo lên 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đến mũi thứ 10 mình tiếp tục mình dời lắp cắt qua, mình cũng chọn cái vùng cây dễ đóng đó, mình đóng. Tới lần đóng lắp cắt thứ 3 thì mình tiếp tục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì sau đến hết tháng thứ 3 thì mình có thể làm một thêm một cái máng nữa, mà nếu mà mưa còn nhiều mình làm thêm một cái máng nữa phía bên đây, và mình sẽ lặp lại cái quy trình giống như là bên đây. Còn nếu mà điều kiện thời gian không có và thì mình có thể là dời cái nắp chóp qua cái vị trí phía bên hông nó và mình tiếp tục một hàng. Mình dời qua phía bên hông như thế này, mình tránh áp khí lên cái vùng lắp ráp cũ. Và tùy vào cái vùng da mình coi, nếu mà nó lành lặn và nó phục hồi tốt á thì mình có thể là mình đóng ở trên cái vùng cũ như thế này luôn, còn không mình dời qua đây và tiếp tục mình sẽ làm một hàng thôi, cũng y chang vậy. Mình sẽ đóng, sẽ đè lên một, mình sẽ cắt cái này tầm khoảng 1 phân rưỡi, 2. Lúc đây thì nó không còn cái vị trí lắp cáp trên đây nữa nhé. Mình tháo ra cho các bạn dễ hình dung luôn. Thì mình tiếp tục là 1 2 3 4 5 6. Mình tiếp tục là xen kẽ trên những cái vùng này luôn. Những cái lỗ khoan của mình nó sẽ không nằm dọc thẳng đứng trên một cái lỗ khoan phía dưới, mà nó nằm xen kẽ giữa hai cái mũi khoan phía dưới. Rồi 10 lỗ mình tiếp tục mình đóng nắp chóp. Đây vị trí giữa hai cái vị trí đóng nắp chóp cũ như thế này. Và tiếp tục cái vị trí khoan của mình liên tục xuống lại. Và đến mũi khoan tiếp theo á thì mình tiếp tục mình đóng ở phía đây giữa hai cái vị trí lắp cáp cũ. Đó, và mình tiếp tục mình khoan tiếp, là nếu vậy thì sẽ được đến 6 tháng. Đây là điều kiện là mình thay đổi mũi khoan sao cho nó nhỏ dần để cho cái vùng cái da này nó hồi phục nhanh thì mình mới có thể là dời cái nắp chóp thêm một hàng ở trên đây. Còn nếu mà các bạn thấy là vùng da mình hồi phục nó chậm á thì mình nên làm một cái máng mũ phía bên đây để mình tiếp tục mình dời qua để đảm bảo là cái vùng da cây mình nó hồi phục nhanh nhất, tránh cái trường hợp là giảm mũ do cái vùng da bị khai thác quá lâu. Sau đây mình sẽ khái quát tổng hợp lại những cái gì mình làm hồi nãy cho bà con dễ hình dung nè. Đầu tiên mình đóng nắp chóp ở đây có vị trí số 1 ha. Sau đó mình khoan dứt dắt cách tùy mũi, cách mũi tầm khoảng 1,5 cm. Nếu mình khoan mũi 3,5 cm, còn nếu mà mình khoan mũi mũi lớn hơn thì mình cứ nhân cho cái tỷ lệ so với cái khoảng cách là ra. Rồi sau đó mình khoan dứt dắt tới đây mũi thứ 10 và mình đóng nắp chóp về vị trí ở vị trí số 2, và mình sẽ dứt dắt tiếp ở đây và tới đây, và mình sẽ chuyển cái nắp chóp ở vị trí số 3. Sau đó nếu mà cái vùng da cây này mình thấy nó hồi phục tốt thì mình có thể là di chuyển cái nắp chóp qua vị trí số 4 nằm ở phía ngoài đây, và mình khoan tiếp tục dứt dắt ở trong đường này 10 mũi và nó nằm phía trên cái cách mũi cũ tầm khoảng 1,5 cm luôn. Và sau đó mình dời nắp chóp qua vị trí số 5 và tiếp tục qua vị trí số 6 tiếp tục, và hết tháng 6 mà chuyển qua một khô rồi đó thì các bạn có thể là dời nắp chóp qua ở những cái vùng da ngoài để đảm bảo là
giảm thiểu được cái tình trạng là cái áp khí ở một vùng da quá lâu nó sẽ ảnh hưởng tới da cây. Và tại sao cái cách này á, là các bạn thấy là có cái máng nè, nó che được cái vùng mũi khoan, nên cái mũi khoan nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Nên mình có thể là nếu mà tùy vào cái vùng da cây mà phục hồi tốt, mình có thể áp khí lại ở cái vị trí trên nó. Còn nếu mà cái vùng da cây của mình không có cái máng che thì mình nên dời qua vị trí khác vòng vòng bên cây thì nó mới đảm bảo được cái sản lượng mũ nó tốt, đều đặn và cái vùng da cây của mình hồi phục nó nhanh. Thì những cái tháng mùa khô mình có thể là dòng qua phía đằng sau, tiếp tục dòng qua phía đằng sau vòng vòng bên cây, và sau đó mình nếu mà mình không đủ thì mình sẽ dời lên. Còn mình hạn chế cái tình trạng là mình khoan ở trên đây và mình dời xuống đây, tại vì nó sẽ dễ nó bị chặn mũ và cái sản lượng nó sẽ không ổn định nếu mình dời lên. Còn chỉ có những tháng đầu năm á mình làm á thì những cái vùng này nó mới phục, nó hồi phục một năm á, thì mình có thể là 3 tháng đầu mình dời phía dưới và sau đó là 7 tháng sau mình dời phía lên trên. Đây là cái cách thức mà che mưa bằng cái nắp chụp. Thì cái nắp chụp mình đã thí điểm năm 2019. Đây là cái phiên bản mà nắp chụp mình in bằng máy in 3D để mình thí điểm năm 2019. Sau khi mình đạt được cái hiệu quả tốt, thay đổi nhiều cái loại kiểu dáng thì mình mới cho ra đời cái nắp chụp phiên bản 2020, và mình khuyến khích sử dụng đại trời năm 2020. Là nó cái nắp chụp này nó có ưu điểm là mình có thể là di chuyển vị trí đáy mũ vòng vòng bên thân cây một cách dễ dàng, và đặc biệt đối với những cái cây da cây tái sinh nó đòi hỏi là cái tuyến mũ không đều, mình phải di chuyển khắp thân cây để mình tìm cái tuyến mũ cho nó, và đồng thời là mình phải mũi khoan của mình phải cách xa nhau để mà đảm bảo là cái lượng mũ ổn định và cái không ảnh hưởng cái vùng da cây của cái da cây tái sinh. Thì da cây tái sinh thì nó rất là dễ bị tổn thương, nên mình phải khoan cách xa, và mình khi mình dời mình phải dời cách xa thì cái sản lượng mũ của da cây tái sinh nó đậm, nó sẽ ổn định hơn đó. Thì đối với những cái cây mà chạm một mặt rồi và một mặt nguyên thì mình sẽ làm ở trên, mình sẽ đóng nắp chóp trên mặt cái cạo cũ. Và bà con lưu ý là những cái cây nào nó bị khô miệng á thì mình phải bắt buộc mình phải đóng nắp chóp nó cao hơn cái miệng cạo tầm khoảng 15 đến 20 phân để nó đảm bảo cái sản lượng mũ ổn định, và nó cách ly khỏi cái vùng da cây nó bị bệnh, nó sẽ không có làm cho bệnh nó lan lên trên được đó. Mình sẽ lấy mũ trong thời gian lâu dài. Còn đối với những cái cây nào bình thường thì mình chỉ cần cắt cái miệng cạo cũ như tầm khoảng 5 đến 10 phân thôi, giống như là cái vết cái chỗ người ta lấy mũ năm ngoái nè đó, thì cắt cái vị trí miệng cạo cũ tầm khoảng 5 phân đó, và cái vùng da cây mình thấy cũng lành lại rất là tốt đó. Thì qua năm nay thì mình có thể là mình sẽ cao hơn cái tiếp tục cái cao hơn cái miệng cạo cũ, cái vết cạo cũ của này tầm khoảng trên cái vị trí nắp chóp tầm khoảng 1 phân rưỡi, và mình sẽ khoan đè lên cái vùng vị trí nắp chóp, mũi khoan nó sẽ cách cái mũi khoan cũ tầm khoảng 1 phân rưỡi. Thì đối với phương pháp bằng nắp chụp như thế này thì bên mình có thêm một cái nắp chóp, cái lỗ nó nằm phía bên hông á để đảm bảo khi mình đóng lên á thì dây nó không bị vướng. Thì bà con lưu ý là đối với cái phương pháp nắp chụp á thì mình nên cho cái dây dài nó nằm ở phía trên để cho nó khỏi bị vướng á. Mình gắn cái tô lên cho dễ hình dung. Đây mình sẽ đóng cái nắp chóp, có thể là nó nằm phía kéo phía bên ngang, nhưng mà lưu ý là làm sao cho mũi khoan mình nó phải dưới cái vị trí nắp chóp, mình đóng phía bên đây để nó khỏi bị vướng. Rồi tiếp tục mũi khoan đầu tiên thì mình có thể là nó nằm ở vị trí này. Mũi khoan thứ hai nó nằm ở vị trí xéo như thế này. Mũi khoan thứ ba nằm xéo lên và sẽ xuống. Cứ vậy mình sẽ vòng vòng bên thân cây đến vị trí thứ 10 thì mình sẽ dời cái nắp chóp qua, tiếp tục qua đây, và mình sẽ khoan tiếp vòng vòng bên thân cây đến khi hết cái mặt thì mình có thể là tiếp tục là mình sẽ dời lên vị trí ở đóng nắp chóp cũ nhất, mình sẽ dời lên đây và mình tiếp tục vòng 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 bên thân cây. Thì thông thường cho một năm á thì mình chỉ cần một vòng là mình lấy mũ trong hết một năm rồi, nên mình
không cần đối với cái mặt cạo mà sử dụng hai mặt cạo thì có thể là cái mặt bên đây nó hết thì mình sẽ về lên. Còn cái cách lấy mũ thì lưu ý là cách lấy mũ bằng ống, thì mỗi cây mình phải trang bị tầm khoảng 3 cái ống. Thì để làm gì? Để khi mà đến mũi thứ tư á thì mình sẽ rút cái mũi đầu tiên ra, thì cái dây mũ nó sẽ bị đặt ở trong đây và mình rút rất là dễ dàng, mình sẽ không có tốn cái công mà mình vệ sinh cái ống. Còn nếu mà mình chỉ có một ống á, thì qua ngày hôm sau mình sẽ rút ống cũ thì đôi khi mũi nó còn dính trong đây, mình sẽ mất rất là nhiều công trong việc vệ sinh ống. Nên nhiều bà con không nắm rõ cái vấn đề này nên sẽ tốn công rất là nhiều. Và đồng thời là khi là những cái mũi đầu tiên mình áp khí á, thì mũi nó sẽ đặt, nên mình dùng ống á, thì nó cũng mất thời gian. Có thể là những mũi đầu mình có thể là mình dùng cái mũi sắt của mình ở đây và mình đóng nhẹ ở phía dưới cái mũi khoan của mình, và mình lấy mũi đến khi mà mũi bắt đầu độ nó giảm rồi á, thì mình mới dùng cái ống mũi này mình làm, thì nó sẽ giảm được cái thời gian lúc đầu mũi nó bị nghẹt trong ống. Và lưu ý là khi mà mình cắm cái ống này vô thì lúc đầu mình có thể là không quen, nó sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng mà mình quen rồi thì nó sẽ rất là nhanh. Thì mình đóng, mình cắm ống, mình không có cắm quá sâu nha, mình chỉ cắm tầm khoảng 1 đến 2 ly, nó nằm ở lớp da cát thì nó sẽ mũ nó sẽ ra ổn định, nó ra nhiều. Còn nếu mà mình cắm quá sâu á, thứ nhất là mũ nó sẽ bị lem ra ngoài, nó sẽ chảy ra ngoài rất là nhiều. Thứ hai á, là nó sẽ bít cái tuyến mũ và nó sẽ sản lượng nó sẽ không có được nhiều. Ví dụ là mình khoan như thế này, mình cắm ống thì mình chỉ cần xoay nhẹ cái ống tròn theo cái chiều là lập tức là nó vô đó, và mình bỏ đi qua cái khác. Thì nếu mà có trời mưa thì mình sẽ cột thêm một cái sợi dây cột kiềng, cái mũ này là mình sẽ chụp luôn cái này đó, thì nó sẽ đảm bảo là về vấn đề che mưa. Bà con lưu ý một điều là đối với là cái phương pháp này thì mình nên để cho cái chén nó hở một khoảng tầm khoảng 5-10 ly so với cái cây, bằng cách là mình đẩy cái bóp cái chuyền lại thì cái chén nó sẽ khoảng cách, nó sẽ cách cái thân cây tầm khoảng 5-10 ly, thì nó sẽ giúp cho cái lượng mưa ở trên đây nó xuống nè, nó không có bị vô trong chén. Còn những cái mũi đầu tiên á, là khi áp khí á, lúc mũi đặt á, thì mình đẩy cái nắp á, mình đẩy lên cái muỗng á, muỗng sắt á, thì mình đẩy sát lên một chút để cho cái nước mưa á, nó chảy tới cái chỗ gần cái muỗng, nó sẽ bị dướng cái nắp này và nó sẽ chảy ra ngoài và nó sẽ không vô trong cái muỗng của mình đó. Có những điều lưu ý như vậy thì bà con nhớ lưu ý để làm sao cho mà nó hiệu quả tốt nhất cho mình. Cái lượng khí mình bơm vào á, thì mình sẽ giảm từ từ. Khi mà mình thấy cái sản lượng mà nó hợp lý rồi, mình đừng bơm sâu, mình sẽ giảm xuống tầm khoảng 5 ml. Nếu mà mình thấy cái sản lượng nó vẫn giữ cho mình á, thì mình để cái mức đó tiếp tục. Nếu mà nó sản lượng nó giảm mà độ nó vẫn cao thì mình có thể là tăng lại như cũ đó. Nhưng mà mình cứ làm như vậy để làm chi? Để cho cái lượng khí nó từ từ nó giảm ở cái mức tối thiểu, thì nó sẽ giúp cho cái da cây của mình nó bình phục một cách nhanh nhất. Nên có những cái vườn đó mà họ cứ chủ động họ giảm khí thì càng về sau thì cái lượng khí càng giảm. Có những vườn họ giảm tầm còn khoảng 20 đến 30 ml khí trên mỗi lần bơm đó. Nên bà con lưu ý về cái việc mà giảm khí khi mà mình trong quá trình mình bơm khí. Cái việc bơm khí bà con có thể làm theo cái quy trình này cho nó chủ động, là sau khi mình bơm khí mình cứ khoan cho đến khi nào cái mũi cuối cùng á nó sẽ cao hơn độ cạo truyền thống tầm khoảng 5-7 độ tùy giống cây, rồi mình hẳn bơm khí tiếp. Còn nếu mà cái mình khoan đến mũi cuối cùng á mà cái độ mình nó vẫn thấp á, hoặc là nó xêm xêm với cạo truyền thống á, thì mình đừng nên bơm khí tiếp, tại vì lúc đó là cái cây của mình á nó đã bị mất sức rồi. Nên cái phương pháp này độ càng cao thì sản lượng nó càng tốt, cao ở mức vừa phải thôi chứ không phải là cao quá thì nó sẽ dẫn là cái mũ đông nhanh thì nó sẽ sản lượng mũ không đẹp. Nó sẽ cao ở cái mức hợp lý thì nó sẽ cho ra cái sản lượng mũ tốt nhất của cây. Còn nếu mà độ nó thấp quá thì cái cây nó sẽ không đủ sức mà nó sản sinh ra cái lượng mũ tốt cho mình. Nên mình sẽ duy trì tùy giống, thì bên mình có đội ngũ kỹ thuật là sẽ tư vấn là ở cái độ mũ nào mình sẽ duy trì ở độ mũ đó để cái sản lượng cây là tốt nhất. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm sau khi nhiều năm ứng dụng và cái quan sát, và đồng thời là những cái tài liệu mình ghi chú lại để mà tìm ra được cái con số mà chính xác cho cái vấn đề này. Sau đây là tới cái mục là những cái vấn đề mà bà con hay mắc phải khi mà sử dụng áp khí, nếu mà không được cái đội có cái người hướng dẫn mà cho tốt. Thì năm 2019 á, rất là nhiều đơn vị nhảy ra làm cái này nhưng mà hoàn toàn không có kinh nghiệm, nó dẫn tới là bà con sử dụng thiết bị không có biết về vấn đề kỹ thuật nên làm sau 1-2 tháng là gỡ bỏ hàng loạt.
mình xin tổng hợp những cái vấn đề sau để bà con rút kinh nghiệm. Là cái thứ nhất là cái vấn đề lấy mũ. Khi mà mình lấy mũ quá nhiều ở đầu mùa thì cái nhất là những vườn lấy mũ sớm thì cái tàn lá nó đang phát triển, mà mình lấy mũ quá nhiều nó sẽ làm cho cái cây của mình suy ngay thời điểm đầu tiên, thì nó sẽ rất là nguy hiểm, là sau này cái lượng mũ nó sẽ không có tăng được nhiều, nó không ổn định, là nó không tăng nhiều khi mà sử dụng áp khí. Vì vậy mình khuyến cáo đầu mùa thì bà con nên làm theo cái hướng dẫn của mình, theo cái quy trình của mình, là cái lượng mũ đầu mùa cái tháng đầu tiên á, mình chỉ tăng từ từ so với cạo truyền thống thôi, chứ mình không có thể nào mà tăng vọt được. Như là tháng đầu tiên thì mình có thể là mình chỉ tăng tầm khoảng 20% so với cạo truyền thống cùng thời điểm. Tháng hai mình sẽ tăng lên từ từ so với cạo truyền thống cùng thời điểm đó, thì từ từ cái lượng mũ nó sẽ, cái cây ít nhất cái cây nó có, sẽ có sức, và đồng thời là nó sẽ tạo ra cái lượng mũ tăng ổn định cho mình, và nó giữ được cái độ, nó không bị tụt độ. Còn nếu bà con nào mà lấy cái mũ mà nhiều vào đầu mùa thì mũ sẽ rất là nhanh tuột. Đến khi mà cái cây nó bị tuột cái độ mũ hơn là cái độ cạo truyền thống thì nó sẽ gây tác dụng là cái cây bắt đầu xuống sức, và nó sẽ tiếp tục, nó nếu mà mình tiếp tục cái liều lượng khí đó thì nó sẽ bị giảm mũ và giảm độ. Thì đến lúc nào đó cái độ giảm quá thấp đi thì sẽ không còn hiệu quả về kinh tế. Khi mà cái độ mũ nó giảm thì nó sẽ kéo theo cái sản lượng giảm luôn. Sẽ đến một lúc nào đó là cái vườn cây của mình nó không còn cho cái hiệu quả kinh tế nữa, nên bắt buộc là những bà con đó là phải tháo bỏ cái phương pháp khí. Nếu mà lúc đó mình giãn ngày và mình nâng cái sức cây lên và độ nó tăng từ từ lên thì cái vườn cây nó sẽ ra sản lượng như cũ. Nhưng mà do nhiều bà con không nắm vững cái kỹ thuật á, nên đến khi mà giảm mũ giảm độ mà người bán cũng không có biết về cái phương pháp này nữa thì dẫn đến tình trạng là chỉ có bà con chỉ có nước cỡ bỏ thôi. Cái vấn đề thứ hai á, là vấn đề vị trí vùng khoan. Cái phương pháp áp khí á, thì nếu mình đóng khí vô trong cây thì nó sẽ ảnh hưởng tới vùng da đó theo bề mặt thẳng đứng. Nên nếu mà mình khoan quá nhiều ở một vùng da thì nó sẽ dẫn tới là vùng da đó nó dễ bị tình trạng là bị suy yếu, và nếu mà gặp nước mưa vô nữa thì khi mà độ giảm nữa thì nó, cái vùng da nó rất là dễ bị hư hỏng và bị thối. Nó dẫn tới là khi mà chuyển qua mùa khô thì cái cây mình rất là nham nhở, rất là xấu, là có nghĩa là nó sẽ bị nứt ra da rất là nhiều nếu mình khoan dày đặc đó. Thì nên cái phương pháp này thì bà con lưu ý là mình phải chuyển đổi cái vùng da liên tục, là có nghĩa là giống như là mình đóng áp khí ở đây, là sau tháng sau mình sẽ dời ngang qua để mình chuyển đổi cái mặt thẳng đứng của nó, mình dời ngang qua và mình dời ngang qua tiếp. Như vậy á thì cái lỗ khoan á nó sẽ lành rất là nhanh, nó không bị tình trạng là nó bị thối vùng da, nứt vùng da đó. Và phải duy trì cái độ nó phải cao hơn độ cạo tầm khoảng 2-3 độ đó, thì nó đảm bảo là cái vùng da cây mình nó phát triển tốt nhất và cái sản lượng mũ nó ổn định nhất, nó đều đặn, và đồng thời nó sẽ tăng từ từ cho đến, và sẽ giữ cho đến cuối mùa. Vì vậy nên cái việc mà mình khoan á, thì mình khoan là nên khoan một hàng hoặc là tối đa là 2 hàng, và khi mà mình chỉ sau ít nhất là 3 tháng mình mới dời lại trên cái vùng da cũ của mình, trên cái vùng da mình áp khí mà lần đầu tiên đó, thì nó mới đảm bảo được cái sản lượng mũ ổn định mà không ảnh hưởng cây. Còn như năm ngoái thì rất là nhiều đơn vị họ khuyên là mình sẽ khoan chỉ trong cái vùng che mưa thôi, thì dẫn đến nhiều bà con là cứ ngại dời cái chén qua, thì cứ khoan dày đặc trong vùng che mưa thì nó ảnh hưởng là tới là cái sản lượng mũ giảm nè, rồi cái vùng da cây đó rất là xấu, nhìn rất là xấu, nó không phục hồi được, nó phục hồi mất thời gian rất là lâu đó. Còn nếu mà mình chuyển á, thì cái da cây của mình nó nhanh chóng phục hồi và nó đùng lại cao hơn cái mặt cũ nữa, nó phát triển to hơn cái so với là mình cạo truyền thống. Một cái vấn đề nữa mà bà con thường hay gặp cũng tương đối là phổ biến là đối với những cái dòng cây mà lấy hoa da mỏng á, thì nếu mà cái thân gỗ nó cũng tương đối là mềm, nếu mà mình khoan mà mình không chú ý về cái mũi khoan và cái độ sâu của mũi khoan, nó nhiều bà con khoan rất là mạnh hoặc là cái mũi khoan không có mài đúng cách, thì nó sẽ dẫn tới là cái vết thương nó sẽ đi sâu vào cái thân gỗ. Thì cái dấu hiệu nhận biết là cái lỗ khoan đó nó sẽ rỉ ra cái nước vàng của cái nước của cái thân cây á, và nó sẽ không có lành lại đó.
thì nó sẽ không có lành lại cái vết thương phía trong cái thân gỗ. Sau đó cái lớp da cát nó sẽ bịt lại cái lỗ khoan, da cát nó làm nhanh nó bịt lại lỗ khoan, nhưng mà cái ở trong cái thân gỗ đó cái vết thương nó vẫn còn, nó dẫn tới tình trạng là nhiễm trùng ở trong đó và nó sẽ xì mủ ở trong đó ra, nó dẫn tới là mủ nó sẽ trong thân gỗ nó xì và nó mà nó bị bít lại rồi nên mủ không thoát ra ngoài, nó dẫn tới là cái vùng da cây đó nó sẽ bị tình trạng là áp xe mủ phía trong và mủ sẽ đẩy ra một cái mảng da bên ngoài. Nên khi bà con thấy những cái kiểm tra là sau khi đi khoan mình quan sát cái vết thương của nó, nếu mà nó chảy mủ vàng là mình nó chảy cái nước vàng là mình biết là cái đó mình khoan quá sâu rồi, mình nên coi lại cái mũi khoan của mình và cái cách thức mình khoan. Khi mình khoan mình sẽ không dùng lực, mình chỉ khoan nhẹ tới ở mức vừa phải là mình rút. Thì cái phương pháp này á, không cần mình khoan sâu vào lớp da lụa đâu, mình chỉ khoan vừa tới lớp da lụa là mình có mũi khoan nó vừa dừng lại là mình nên rút ra. Và nên chú ý là cái vấn đề là mũi khoan của mình á, là phải được mài đúng cách từ những cái đơn vị mà những cái kỹ thuật viên mà họ đã có kinh nghiệm sử dụng phương pháp này. Khi gặp những cái cây mà bị cái tình trạng như vậy á, là có cái mủ nó, cục mủ nó nằm đùn ở cái lớp da đó, thì cách thức xử lý là mình sẽ đặt cái lớp da đó ra, mình lấy cục mủ đùn ra, mình sẽ cắt bỏ một số cái vùng da bị hư xung quanh và mình sẽ trát cái mỏ bao cây Vaseline vào cái vết thân để cho nó nhanh chóng nó đùn, thì cái lúc đó thì cái cây của mình nó sẽ hồi phục nhanh. Còn nếu mình để cái tình trạng mà mủ đùn đó thì cái nước sẽ ngấm vô trong cái vùng da cái mủ trong đó và nó sẽ gây tình trạng là thoái hóa, nó sẽ dễ bị thối hoặc là ảnh hưởng nhiều tới gỗ. Nên cái phương pháp này đòi hỏi cái mình phải chú ý và cái người hướng dẫn của mình phải nắm được kỹ thuật để mà cung cấp cho mình những trang thiết bị phù hợp và đúng phương pháp. Vấn đề nữa mà mình cũng thấy rất là khách hay gặp, nhất là khu vực Cù Đăng, đó là vấn đề là cái bôi Vaseline vô cái vết thương. Thì như các bạn biết á, cái Vaseline nó chỉ bôi vào cái vết cào phạm, có nghĩa là mà phạm vào thân gỗ, mình bôi trên thân gỗ để cho nước mưa nó không thấm vào đó, để giúp cho cái thân gỗ của mình nó không bị đen và nó chống lại cái xâm nhập của nước mưa, chống lại cái sự xâm nhập của các loài nấm vi khuẩn. Thì nếu mà mình bôi trên da cây á, thì mà vào mùa mưa á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng á, là cái da cây của mình nó sẽ bị không có thở được, không tốt cái da cây của mình. Chúng ta tiếp. Còn khi á, mình bôi cái Vaseline vào một cái phần da cây mà bôi vào mùa mưa á, nó sẽ dẫn tới là cái vùng da cây đó nó sẽ bị trắng, bao phủ bởi một cái lớp mỡ, nó không có trao đổi không khí được với môi trường bên ngoài và đồng thời là nước mưa nó ngấm ở trong cái vùng da đó, nó sẽ gây ra tình trạng là bị thối cái vùng da đó và dễ bị nấm mốc. Nên mình cũng gặp một số rất là nhiều vườn ở Bù Đăng là họ cứ khoan xong là họ sẽ chét mỡ bò đầy ở phía cái vùng da khoan đó, thì nó dẫn tới cái tình trạng là khi mà trong mùa mưa là nó sẽ bị nấm rồi bị thối cái vùng da đó. Nên bà con lưu ý là việc mà mình chét cái Vaseline nó chỉ là dành cho cái vết khoan hoặc là vết cạo phạm gỗ thôi, và mình chỉ nên làm ở cuối mùa mưa là mình mới trét để cho da cây nó lành đó. Còn nếu mà trong mùa mưa mình làm á, thì mình chỉ bôi cho những cái vết phạm gỗ và mình không được bôi lan ra ngoài cái vùng da của mình. Nên bà con lưu ý cái vấn đề về bôi Vaseline để cho mở bôi cây làm sao cho hiệu quả và tránh những cái tổn thất đáng tiếc do không có hiểu rõ về cái vấn đề mà mở bao cây. Còn nếu mà mình dùng cái máng á, mà mình test cái Vaseline đó để mình mủ nó không chảy lem ra ngoài á, thì mình chỉ dùng một cái lớp mỏng thôi, mình chét ở mức chết giáp rất là ít thôi, chứ không phải là mình chét lan thì nó sẽ ảnh hưởng cái da cây. Mình chỉ chét rất là ít thì nó không ảnh hưởng, tại mưa nó cũng trôi đi phần đó. Còn nếu mình chét lan và chét nhiều á, thì cái lớp mỡ bò nó nhiều quá thì nó sẽ làm cái mưa nó không trôi được và nó sẽ làm cho cái da cây nó sẽ gặp vấn đề. Vấn đề thứ tư là cái về vấn đề mà thuê công làm cái phương pháp khoan lấy mủ. Thì cái vấn đề thuê công, nếu mà bạn sử dụng cái công cạo mà chuyển sang khoan lấy mủ thì rất là khó khăn, tại vì cái công cạo người ta quen với công việc cũ, cái nếp sống cũ, cái giờ giấc cũ. Khi mà bạn chuyển qua cái cách thức này thì một người mới hoàn toàn, họ trở thành một cái người mới hoàn toàn trong cái công việc khai thác cao su, thì họ rất là bỡ ngỡ và họ sẽ rất là nản khi mà
khi mà họ làm sai hoặc là họ phải bị chỉnh sửa này bị chỉnh sửa kia, thì chỉ cần sau một hai lần là cái công đó họ sẽ phản đối, họ sẽ nghỉ không làm, và người chủ sẽ gặp vấn đề rắc rối về công. Nên khi mà sử dụng phương pháp này thì những vườn mà hơi công thì nên chuyển đổi từ từ, chứ không nên làm ồ ạt, có nghĩa là mình chuyển đổi từ từ 1 hecta để cho công cán họ làm quen, rồi từ từ khi mà họ thấy được cái hiệu quả và cái công việc nó nhanh chóng á, thì họ sẽ chuyển qua họ làm rất là tốt. Mình thuê công ngoài không liên quan công cạo đó, còn nếu mà thuê công cạo thì họ sẽ khi họ chuyển qua cái vấn đề mới thì họ sẽ thấy là khoan nó lúc đầu cắm ống nó lâu, hoặc là đóng nắp cát nó lâu, hoặc là như thế nào đó, thì họ rất là dễ bỏ dở và họ sẽ không làm nữa. Vì vậy có một số vườn là họ mướn công mướn tới tháng thứ 5, tháng thứ 6, sau đó họ làm không hiệu quả, công họ nghỉ, họ chuyển qua họ làm, thì chỉ trong vòng 1-2 tháng thì cái số tiền mà chủ vườn họ tự họ làm á, thì cái số tiền thu được lại còn hơn cả cái số thu nhập mà cái công họ làm vài tháng trước đó, là chứng tỏ là khi mà làm đúng cách và đúng phương pháp á, thì cái người chủ vườn họ có sự tận tụy, tận tâm và có trách nhiệm á, thì cái hiệu quả thu được rất là cao. Còn nếu mà mình thuê công làm mà công họ chuyển qua một công việc mới họ không thích á, thì họ sẽ làm cách này hay cách khác làm cho cái vườn mình nó sẽ không hiệu quả. Nên vì vậy nên chủ vườn nên cân nhắc cái việc mà chuyển đổi công giữa cái phương pháp cạo truyền thống qua cái công cạo khoan lấy mủ. Vấn đề phân bón cho cái vườn cây khoan lấy mủ, thì cái vườn cây khoan lấy mủ nó khác với cái vườn cây cạo truyền thống ở một điểm là vườn cây cạo truyền thống khi mà bạn bón một cái lượng phân bón, cứ càng bón đến một mức độ nào đó sản lượng nó tăng, nhưng mà đến một mức độ nào đó thì chẳng hạn như tăng tới 1 tấn 2 đi thì nó dừng lại, nó không tăng nữa, thì bạn bón có nhiều phân hơn thì nó cũng không có tăng cái sản lượng. Nhưng mà đối với vườn khoan lấy mủ thì nó hoàn toàn khác biệt, khi mà bạn bón càng nhiều phân bón thì sản lượng mủ nó sẽ càng tăng nhiều và độ nó sẽ càng tăng nhiều. Nên đối với vườn khoan lấy mủ, nếu mà bạn muốn một cái sản lượng tốt thì bạn nên bón phân nhiều hơn, thì cái lượng cái chi phí phân bón đó, nó sẽ chỉ chiếm một phần ít so với là cái tiền mủ mà bạn thu được. Nên nên bạn chú trọng là cái phần phân bón. Còn bón phân như thế nào thì mình cứ theo cái quy trình của cái kỹ thuật của tập đoàn cao su, điển hình là năm 2012 đó, bạn cứ theo cái đó. Và nếu mà có dư tiền thì mình tập trung mình bón phân hữu cơ thì nó sẽ tốt hơn cái vườn cây cho mình, tại vì lúc đó cái vườn cây của mình nó sẽ phát triển được cái vấn đề về những cái vi sinh và những cái côn trùng, nó có ích cho cái vườn cây và nó giúp phân hủy cái lá, nó tạo cái lượng đạm lớn cho cây trở lại. Và đây là một cái công cụ mà đo cái độ pH của đất. Thì vườn cây cao su có một đặc điểm là mình bón phân hóa học quá nhiều đi và nó không có tạo ra một cái hàm thực vật giữ đất cho cây, và nên nó dẫn tới cái tình trạng là nó bị xói thoái hóa đất, nên cái độ pH từ từ nó sẽ giảm và nó sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Thì mình nên là đo độ pH rồi mình sẽ bón cái lượng phân bón với cái thành phần nó phù hợp để nó nâng độ pH lên, hoặc là có một số vùng để nó giảm độ pH xuống để mà cái cây của mình nó đạt cái sự sinh trưởng tốt nhất và cái mang lại cho mình cái lượng mủ hiệu quả. Phương pháp khoan lấy mủ thì nó sẽ, nếu mà mình muốn gia tăng cái sản lượng của cái vườn cây thì mình sẽ biết, mình phải cần biết cái khoảng độ nào mà cái vườn mình nó sẽ cho năng suất cao nhất, thì nó đòi hỏi cái người kỹ thuật phải có kiến thức. Thì các bạn có thể là mua hàng ở bất cứ nơi nào của đại lý nào của mình, hoặc là nhưng mà các bạn cần cái biết cái cách thức nào làm sao cho cái lấy được cái lượng mủ mà tối đa hiệu quả cho vườn cây á, thì có thể add Zalo số 0898500860, rồi sau đó các bạn có thể là chụp hình và nhắn gửi cho mình những cái thông số lượng mủ và cái độ mủ để cho mình theo dõi, rồi mình sẽ tư vấn về kỹ thuật cho nó tốt và giúp cho cái vườn cây của mình đạt cái sản lượng cao nhất mà có thể. Như năm ngoái thì rất là nhiều đại lý ra, lấy một số hàng bên ngoài, thì nó dẫn tới là cái sản phẩm có vấn đề về chất lượng sản phẩm. Vì vậy năm nay
thì bên mình là cái sản phẩm nó sẽ có một cái mã số, thì nên khách hàng sử dụng thì có thể là xác nhận bằng cách là gọi điện lên cái số tổng đài theo số là 1900 989920 hoặc số 0980 89 8500 860, và nhắn cho mình cái mã số đó và cái nơi mua hàng để mình kiểm tra là có đúng phải là sản phẩm bên công ty mình cung cấp hay không. Và vấn đề khí là bên mình có tem, trên cái tem đó có ghi là trọng lượng của bình và khí và cái lượng khí trong bình, thì trên bình nó sẽ có thêm một cái số ghi bằng sơn trắng cái khối lượng của bình, thì từ đó mình có thể sau khi xài mình có thể là mình sẽ biết chính xác được cái lượng khí trong bình có đúng hay không. Nên bà con khi mua thì cũng nên quan sát là trên cái bình tem nhãn đầy đủ để tránh cái trường hợp mà không phải là hàng bên mình cung cấp. Nếu cần thì nên gọi điện thoại hoặc là Zalo nhắn tin để xác nhận, để bên mình xác nhận là có đúng đó là có phải là cái sản phẩm mà bên mình cung cấp hay không, để nhằm giúp bà con đạt được cái hiệu quả như mong muốn, tránh trường hợp mà mình mua những cái khí không có đúng cái độ tinh khiết, nó làm giảm hiệu quả của mình trong quá trình mà mình sử dụng phương pháp pha lấy mẫu.